Dù ra mắt đã khá lâu, nhưng Hậu Cung Như Ý Chuyện vẫn là bộ phim được nhiều khán giả tìm xem bởi câu chuyện hấp dẫn, mang đến nhiều suy ngẫm xoay quanh cuộc sống đầy đau thương, bi kịch của người phụ nữ trốn hậu cung. Hậu Cung Như Ý Chuyện là bộ phim cung đấu bom tấn của Trung Quốc, ra mắt khán giả năm 2018. Phim lấy bối cảnh triều đại nhà Thanh, xoay quanh câu chuyện của nhân vật chính là Ô Lạp Na Lạp Thị Như Ý, tức kế hoàng hậu của vua Càn Long, từ đó kể về những âm mưu toan tính, tranh sủng tàn bạo của các phi tần trốn hậu cung. Số phận của những người phụ nữ trong Tử Cấm Thành được khắc họa sống động qua từng nhân vật trong phim. Ở trốn hậu cung với những cuộc tranh đấu tàn khốc tranh giành vị thế, để có một chỗ đứng vững chắc, mỗi nữ nhân đều phải tô vẽ cho bản thân một vẻ ngoài đoan trang, đạo mạo và đôi khi phải xù lông để tự bảo vệ chính mình. Nhưng ẩn sâu dưới vỏ bọc đó là những gánh nặng, nỗi phiền muộn, trách nhiệm gia tộc. Nhân vật Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa luôn mang trọng trách bảo tồn vinh quang cho dòng họ. Lang Hoa nhiều lần nhắc đến vinh quang của Phú Sát Thị, luôn bị ám ảnh về trách nhiệm to lớn mà mình phải gánh vác, đến mức nàng luôn sợ nếu mình quá hiền sẽ bị tước đoạt ngôi vị. Từ một nữ tử hiền lành, học thức, nàng dần phải sử dụng những thủ đoạn độc ác nhất để loại bỏ những mối nguy xung quanh mình. Nhưng rồi nàng đã phải qua đời trong đau đớn, trong sự nghi kỵ của người chồng thiên tử. Đến cuối cùng, nàng vẫn chỉ là một người phụ nữ sống vì gia tộc và chưa từng được yêu thương trong đời. Tương tự với Phú Sát Lăng Hoa, nhân vật Gia Phi Kim Ngọc Nghiên phải rời bỏ người thân và cả ý chung nhân của mình ở đất nước Cao Ly, quyết bằng mọi giá tranh đoạt sự sủng ái. Mục đích của nàng là đưa con trai lên làm hoàng đế, chiếm được quyền lực của nhà Thanh. Nàng cũng luôn một lòng một dạ dốc sức vì người mình yêu ở quê nhà. Kết cục cay đắng mà nàng nhận lại được chính là sự chối bỏ từ chính người mà mình luôn luôn hướng về. Đối với nhân vật chính của phim là Như Ý, nàng cả đời chịu oan ức, chịu áp lực từ vị trí mẫu nghi thiên hạ. Nàng không màng đến quyền lực, địa vị, chỉ mong một cuộc sống an nhàn và chờ đợi chàng thiếu niên hoàng lịch năm xưa. Nhưng tất cả đổi lại chỉ là nỗi thất vọng về sự biến chất của một bậc đế vương. Bên cạnh đó, sự phân hóa giai cấp cũng được thể hiện ba nhân vật Tuệ Quý Phi, Thuần Quý Phi, Mai Tần. Họ đều là những người có xuất thân bao y, người hầu trong hoàng cung và trong xã hội phong kiến. Giá trị của họ được đánh giá và mặc định ngay từ lúc sinh ra. Có thể thấy, hầu hết các nữ nhân trốn cung cấm trong hậu cung Như Ý, chuyện chỉ như một quân cờ bị lợi dụng. Họ không thể tự quyết định số phận của mình và mỗi người đều hy sinh, vì một mục đích riêng. Họ chỉ có trách nhiệm sinh con, bảo vệ gia tộc và gánh chịu những nỗi sợ về sự phân biệt giai cấp. Họ luôn dành tình cảm của bản thân cho bậc đế vương một cách hết lòng, nhưng họ lại dễ dàng bị vứt bỏ vì bất cứ lý do nào. Ngay cả khi bị phản bội, họ cũng phải ngậm đắng nuốt cay không một lời trách móc. Không chỉ là một bộ phim cung đấu, Hậu Cung Như Ý Chuyện còn mang đến cho người xem những cảm xúc tiếc thương, cho một mối tình thanh xuân đẹp, sự bế tắc và áp lực, tuyệt vọng. Phim cũng đề cập đến những triết lý sống còn có giá trị với cả cuộc sống hiện đại hôm nay, sự áp đặt, chung thủy trong hôn nhân và cả tư tưởng trọng nam khinh nữ. Ở hồi kết của phim, nhân vật chính đến với một cái chết không oán, không hận, không gào khóc thảm thương nhưng khiến người xem nhói ở trong lòng. Vậy là 30 năm sống ở Tử Cấm Thành của Như Ý đã chính thức khép lại. Cuộc đời đầy rẫy những trái ngang của nàng cuối cùng cũng đã được định đoạt. Như Ý ra đi một cách thanh tao, cao quý như đúng với tên gọi của nàng. Như Ý mất, Càn Long dằn vặt, đau đớn đến cuối đời. Trước khi rời Tử Cấm Thành để đi săn, Càn Long từng hứa với Như Ý rằng khi trở lại sẽ mang kim bảo, kim sách hoàng hậu đến cho nàng. Nhưng lời hứa chưa thực hiện được, Như Ý đã mãi mãi xa lìa trần thế. Nhiều năm về sau, Càn Long mang theo sự giày vò vì cái chết của Như Ý. Cho đến khi Càn Long lên làm Thái Thượng Hoàng, nhường ngôi hoàng đế cho Vĩnh Diễm, người vẫn chưa thể nào yên. Càn Long trở thành ông lão râu tóc bạc phơ, ngồi bên thư phòng chăm sóc chậu mai mà trước khi mất Như Ý để lại. Thế rồi Càn Long cắt tóc của mình, bỏ vào chiếc hộp có lọn tóc của Như Ý. Càn Long làm điều này như một hình thức kết bái phu thê với Như Ý. Thêm một lần nữa, vậy rồi Càn Long chút hơi thở cuối cùng, nhắm nghiền đôi mắt và nghĩ về hình ảnh Thanh Anh cách cách xinh đẹp năm nào. Trước mắt Càn Long là bầu trời ký ức, nơi mà Thanh Anh vẫn nắm tay Hoàng Lịch, nơi mà Hoàng Lịch vẫn thề với trời đất rằng bảo vệ Thanh Anh cho đến cuối đời. Càn Long chết, Như Ý cũng chết, tưởng rằng mọi thứ sẽ trôi đi thì bất ngờ thay, chậu hoa mai úa tàn năm cũ bỗng dưng đâm chồi nảy lộc. Tình tiết này xảy đến muộn màng nhưng cũng phần nào an ủi khán giả. Hóa ra, khi mọi chuyện đã hóa thành tàn tro,
chậu hoa mai mà nàng cất công gìn giữ lại vươn lên tìm sự sống. Là nàng đã tha thứ? Hay là nàng vui mừng vì gặp lại Hoàng Lịch ở dưới Cửu Tuyền?